Hòa Ái kính chào quý khán thính giả với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do tối thứ Ba ngày 16 tháng 9 năm 2014. Thưa quý vị, mưa to gió lớn bắt đầu xuất hiện với sức gió cấp 5 đến cấp 6 từ 4 giờ chiều nay ở Hải Phòng, Quảng Ninh. Cơ quan khí tượng Việt Nam dự báo cơn bão mạnh có tên quốc tế là Kalmeji sẽ vào Việt Nam muộn nhất vào khoảng 12 giờ đêm nay, sau khi làm tê liệt Hồng Kông, khiến 29 người bị thương và 90.000 cư dân đảo Hải Nam phải sơ tán. Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cho báo giới biết, toàn bộ học sinh tiểu học và mầm non được nghỉ học cho đến hết ngày mai thứ Tư 17 tháng 9. 5 giờ chiều nay, khoảng 15.000 người được sơ tán đến nơi tránh bão an toàn. Gần 4.000 tàu thuyền các loại và trên 14.000 lao động đang hoạt động trên biển được thông báo và đã di chuyển đến nơi trú ẩn. Đồng thời, 400 du khách cũng được sắp xếp lưu trú chờ tan bão. Dự báo Quảng Ninh là khu vực chịu ảnh hưởng bão Kalmeji với sức gió mạnh nhất có thể lên đến hơn 110 cây số giờ. Bão sẽ đi sâu vào đất liền ở khu vực Bắc Bộ với sức gió giảm dần và sẽ suy yếu thành vùng áp thấp nhiệt đới. Tình trạng công an bạo hành những người bị câu lưu giam giữ, thậm chí có một số trường hợp gây tử vong xảy ra trên khắp các vùng miền ở Việt Nam. Đây là khẳng định của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch trong bản phúc trình dài 25 trang có tiêu đề Công bất an vừa được công bố vào ngày hôm nay tại Bangkok, Thái Lan. Tổ chức Human Rights Watch cáo buộc tình trạng công an Việt Nam lạm dụng quyền hành đang ở mức báo động qua kết quả tập hợp và phân tích thông tin từ các tờ báo chính thống cũng như từ các tin bài trên các trang báo lề trái và các hãng thông tấn nước ngoài. Giám đốc đặc trách châu Á của Human Rights Watch, ông Phil Robertson phát biểu tại buổi họp báo rằng cần phải có những tiếng nói đồng loạt để tạo sức ép buộc chính quyền Việt Nam chấm dứt nạn công an bạo hành. Ông lên án nạn công an lạm quyền đánh chết, gây chấn thương, bệnh tật cho người dân tại Việt Nam là một cuộc khủng hoảng về nhân quyền. Tiếp tục phần tin tối nay, thưa quý vị, Tân Hoa xã cho biết giàn khoan nước sâu HD981 vừa phát hiện giếng khí thiên nhiên dưới đáy biển Đông, gần bờ biển Nam Trung Hoa, nơi phát hiện cách bờ Nam đảo Hải Nam 150 km là chỗ giàn khoan này được dời đến sau khi rời khỏi lãnh hải đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Chưa rõ túi khí thiên nhiên mới phát hiện có đủ trữ lượng và phẩm chất để khai thác kinh tế hay không. Theo lời chuyên gia của công ty tư vấn về năng lượng và tài nguyên ở Bắc Kinh, ông Felix Tang, ông cho rằng tuy vậy, sự phát hiện này chứng tỏ khả năng kỹ thuật của ngành dầu khí Trung Quốc lần đầu tiên tìm được nguyên liệu dưới đáy biển Đông mà không có công ty nước ngoài cộng tác. Website của CNOOC cho biết tìm được khí ở lòng biển có độ sâu 1.500m vào hôm 18 tháng 8. Chủ tịch Vương Nghi Lâm của CNOOC nói giếng khí đốt sẽ cho lượng khí tương đương 9.400 thùng khí đốt lỏng mỗi ngày. Giàn khoan Hải Dương 981 đã tạo nên căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc khi CNOOC đặt giàn khoan này vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hồi đầu tháng 5 đến giữa tháng 7 năm nay. Và sau cùng, lần đầu tiên không lực Hoa Kỳ đã oanh kích các mục tiêu gần thủ đô Baghdad của Iraq nhắm vào các cứ điểm của quân khủng bố nhà nước Hồi giáo ISIS. Lầu Năm Góc cho biết những vụ không kích này được thực hiện liên tục trong 2 ngày vừa qua, trong đó có những cuộc không kích ở mạng Tây Nam Baghdad. Các viên chức quốc phòng Mỹ nói những cuộc không kích này nhằm giúp quân đội Iraq có điều kiện thuận lợi hơn khi mở những cuộc hành quân tái chiếm các vùng đất đã lọt vào tay nhà nước Hồi giáo ISIS. Báo cáo của cơ quan tình báo Hoa Kỳ CIA nói rằng quân ISIS đang làm chủ 40% lãnh thổ Iraq. Đây là đợt tấn công đầu tiên của không quân Mỹ sau khi Tổng thống Barack Obama loan báo quyết định mở rộng chiến dịch chống ISIS. Trước đó, mục tiêu mà Hoa Kỳ đặt ra chỉ là nhằm bảo vệ quyền lợi và công dân Hoa Kỳ tại Iraq, cũng như các sứ mạng mang tính nhân đạo. Trong bài diễn văn đọc tối thứ Tư tuần rồi, Tổng thống Obama nói rõ là Hoa Kỳ sẽ tấn công quân ISIS bất cứ ở đâu. Ông cũng thông báo thành lập một liên minh quốc tế, đặt ra mục tiêu là sẽ bài tiêu diệt bọn khủng bố. Quý khán thính giả vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Hòa Ái xin kính chào tạm biệt.